cách dỗ trẻ nhỏ 100% thành công. Vâng, như vậy là bố mẹ không dỗ được em, bố mẹ đưa đây có xử lý cho đấy. Như vậy là em là có vẻ là hơi nhỏ nhưng mà đã nín ngay lập tức đúng không ạ? Nói chung là cái bài hát, cái bài mà cô giáo vô bố em là nói chung là nhỏ nào thì cũng nó cũng bế thôi, nó nín thôi.